Chào mừng các em đã đến với buổi học ngữ văn 8 của chúng ta hôm nay. Các em thân mến, có ý kiến cho rằng thơ Bác đầy trăng, quả đúng như thế. Chúng ta đã biết đến cảnh khuya rằm tháng giêng với cảnh trăng thơ mộng là và biết đến khi người ngắm trăng liền nhớ đến các cháu nhi đồng. Thư trong thư trung thu gửi các cháu thiếu nhi là trăng vào cửa sổ đời thơ trong tinh thắng trận. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe một bài thơ khác của Bác cũng có đề tài về trăng, đó là ngắm trăng. Về tác giả Hồ Chí Minh thì ở lớp 7 chúng ta khi mà đọc học những tác phẩm của Bác thì chúng ta đã tìm hiểu rất rõ về Bác rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta không nhắc lại nữa ha. Rồi sang về tác phẩm. Bài thơ này có hoàn cảnh sáng tác đặc biệt lắm các em. Và nó cũng trích trong một tác phẩm rất đặc biệt. Sau 30 năm ở nước ngoài, cuối tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước hoạt động, tiến hành hội nghị trung ương lần thứ 8 và thành lập mặt trận Việt Minh, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa phong trào cách mạng nước ta tiến vào một thời kỳ mới. Tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh lên đường trở lại Trung Quốc với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh và phân bộ quốc tế xâm lược Việt Nam để tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài. Trên đường đi đến Túc Vinh, Quảng Tây ngày 29 tháng 8 năm 1942, người bị chính quyền Tưởng Dưới Thạch bắt giam và bị chúng đày ải gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây trong khoảng thời gian 13 tháng. Đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 mới được thả tự do, nhưng vẫn ở lại Liễu Châu hoạt động khoảng gần một năm nữa mới có điều kiện trở về nước. Trong thời gian bị cầm tù, người đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán, được ghi trong một quyển sổ tay và được đặt tên là Nhật ký trong tù, tức là ngục trung nhật ký. Và trên quyển sổ tay đơn giản ấy có một cái bài đề từ ở từ bìa, đó là thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Bài thơ Ngắm Trăng là bài thơ số 20 được rút trong tập Nhật ký trong tù. Tác phẩm được viết theo thể thơ tứ tiệt, ngắn gọn, giản dị nhưng hàm súc, mở ra thế giới tâm hồn, tình cảm phong phú của Bác trong hoàn cảnh tối tăm của nhà tù. Người viết tập thơ nhật ký trong tù không phải là để làm thơ mà là để giải khuây. Nhưng qua tập thơ, người đọc vẫn thấy có một tâm hồn của người chiến sĩ lạc quan, phong thái ung dung, một bản lĩnh thép phi thường cứng cỏi và một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên của một thi sĩ. Rồi, đó là thông tin chung về tác giả tác phẩm. Bây giờ chúng ta sang phần đọc hiểu văn bản. Thì văn bản này được viết bằng chữ Hán, cho nên nó sẽ có bản phiên âm, bản dịch nghĩa và bản dịch thơ. Vọng nguyệt, ngục trung vô tử, diệt vô hoa, đối thử lương tiêu nại nhược hà, nhân hướng sông tiền kháng minh nguyệt, nguyệt tòng sông khích kháng thi gia. Dịch nghĩa, trong tù không rượu cũng không hoa, trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào, người hướng ra trước sông ngắm trăng sáng, từ ngoài khe cửa trăng ngắm nhà thơ. Ngắm trăng, bản dịch. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Và để tìm hiểu về cái văn này thì các em ghi vào vở, các em có thể ghi theo cái chia bảng theo cái như là trên
trên màn hình của cô. Rồi, để mà hiểu được bài thơ này, trước tiên ta cần hiểu ý nghĩa nhan đề. Vọng Nguyệt có nghĩa là ngắm trăng, cũng là một đề tài xưa trong thi ca của phương Đông. Thơ ca cổ phương Đông, người xưa thường có cái thú vui tao nhã là ngắm hoa, thưởng nguyệt, uống rượu, làm thơ. Vọng ở đây có nghĩa là ngóng trông, là mong đợi, thể hiện một nỗi lòng, một tâm thế của người ngắm trăng. Trước hết ta đi vào hai câu thơ mở đầu, đó cũng là lời giới thiệu về hoàn cảnh trong chốn ngục tù và nỗi niềm băn khoăn của người tù. Ngục trung vô tủ, diệt vô hoa, đối thử lương tiêu, nại nhược ha. Điệp từ vô được nhắc lại hai lần, có tác dụng nhấn mạnh đến cái không có. Đáng lẽ ra là những cái thứ không thể thiếu được trong hoàn cảnh mà ngắm trăng lúc này, đó là rượu và hoa. Nại nhược ha thể hiện sự băn khoăn, bồn chồn, bối rối của người nghệ sĩ khi đứng trước cảnh đẹp. Không có rượu, cũng chẳng có hoa để thưởng ngoạn, thì đêm trăng làm sao trọn vẹn. Bản dịch khó hững hờ, chưa thể hiện được cái sự bối rối, xao động của tâm hồn người nghệ sĩ. Sự tiếc nuối băn khoăn là biểu hiện của một tấm lòng thành thực, của một tâm hồn yêu thiên nhiên say đắm, ngất ngây khao khát được đắm mình cùng với ánh trăng, vượt thoát khỏi khuôn khổ câu thơ. Câu thơ cho thấy một tâm hồn nghệ sĩ của Hồ Chí Minh, vừa cho thấy một bản lĩnh thép của người chiến sĩ cộng sản. Rồi, các em ghi bài xong chưa? Ta sang tiếp hai câu thơ tiếp theo nhé. Nhân hướng sông Tiền kháng minh nguyệt, nguyệt tòng sông Khích kháng thi gia. Nếu như không có hai câu thơ trước đó, người đọc sẽ nhầm tưởng đây là cuộc ngắm trăng của các tao nhân mặc khách xưa. Cấu trúc đối của hai câu thơ Nhân, Nguyệt, sông Tiền, sông Khích, thi gia, minh nguyệt. Kháng có nghĩa là nhìn ở khoảng cách gần, không phải là vọng. Người và trăng lúc này đã gần nhau hơn rồi. Song sắc nhà tù đặt giữa người và trăng là sự ngăn cách thô bạo. Mặc dù ngăn cách, người tù vẫn thả tâm hồn của mình giao hòa với trăng. Trăng cũng vượt qua song sắc để ngắm người tù, lúc này đã trở thành thi nhân, nhà thơ. Như vậy ở đây có sự chuyển hóa, từ thi nhân đã thành thi gia. Người tìm trăng, trăng tìm người. Trăng như có tâm hồn đồng cảm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp con người. Người tìm trăng vì trăng đẹp, thơ mộng. Còn trăng tìm người vì lý do gì? Vì người có trái tim, có tâm hồn đẹp. Cả hai đã trở thành đôi bạn tâm giao, tri kỷ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhau. Ngắm trăng, người tù đã thả tâm hồn mình ra bầu trời tự do. Có thể nói, người tù đã làm một cuộc vượt ngục về tinh thần. Tâm hồn người thanh thản tự do thăng hoa. Người nghệ sĩ yêu thiên nhiên, giao hòa với thiên nhiên. Người tù bỗng chốc trở thành thi gia với phong thái ung dung tự tại. Sự giam cầm khắc nghiệt, nhà tù chật hẹp tăm tối bây giờ trở nên vô nghĩa. Chỉ có trái tim người nghệ sĩ đang tỏa sáng mà thôi. Rồi, các em chốt lại ghi bài ha. Rồi, để tổng kết lại bài thơ thì chúng ta sẽ khái quát lại nội dung và nghệ thuật bài thơ. Trước tiên là về nghệ thuật. Bài thơ được viết theo thể tứ tuyệt, chỉ có 28 chữ cái rất ngắn gọn, cô đúc, nhưng đã khắc họa thành công bức chân dung tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản, yêu thiên nhiên, với tinh thần lạc quan mạnh mẽ, vượt lên trên hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt. Đó chính là chất thép trong bài thơ, hay chính là chất thép trong bản lĩnh nghị lực phi thường của người chiến sĩ Hồ Chí Minh. Bài thơ Ngắm Trăng mang đậm tính chất cổ điển, vừa mang đậm tính chất cổ điển, vừa mang đậm tính hiện đại. Màu sắc cổ điển được thể hiện ở đề tài Vọng Nguyệt, thi liệu rượu trăng hoa, thể thơ tứ tuyệt, cấu trúc đăng đối. Còn vẻ đẹp hiện đại thể hiện ở tâm hồn lạc quan,
luôn ngập tràn tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống và bản lĩnh phi thường, luôn hướng về ánh sáng của người chiến sĩ cộng sản. Đó cũng chính là nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Và sau khi học xong bài này, các em cần phải thực hiện những việc gì? Thứ nhất là các em học thuộc bản phiên âm và bản dịch thơ của bài thơ, ghi nhớ nội dung và nghệ thuật chính của bài thơ, đọc tìm hiểu bài thơ đi đường. Rồi, chúc các em học tốt nhé.